Ở đây tôi sẽ thay đổi là cách viết một tí. Thì các bạn thấy tôi gán cố định item ở đây bằng 3. Ví dụ tôi đặt ở đây một biến. Và chúng ta sẽ có một biến đó là item. Tôi gán giá trị cho nó là 3 như thế này. Sau đó phần Ajax này chúng ta cũng di chuyển nó vào trong phần Document Ready Function. Chúng ta sẽ không truyền theo đó là đường dẫn ở phía trên nữa, mà chúng ta tạo thêm đó là data. Như vậy chúng ta chỉ việc bổ sung các giá trị mà chúng ta muốn gửi vào phần data này. Chúng ta gửi đó là type. Type của chúng ta các bạn thấy đó là giá trị count tôi đưa vào đây. Tiếp tục chúng ta gửi đó là item. Ở đây để tránh trường hợp item nó trùng với biến item ở phía trên thì chúng ta có thể đặt đó là item per bay, tổng số phần tử trên một trang. Và ở đây sẽ là item, giá trị mà chúng ta gửi đi đó là item per bay. Chúng ta ghi như thế này thì chúng ta sẽ ít bị nhầm lẫn hơn. Nội dung này tôi sẽ xóa đi. Sau đó chúng ta thử refresh lại. Tôi refresh. Các bạn thấy chúng ta có một phần thông báo lỗi. Chúng ta click vào kiểm tra thử. Thì các bạn thấy type của chúng ta ở đây là get. Do là vì phần data của chúng ta chưa có dấu phẩy ở phía cuối. Tôi bổ sung vào và tôi refresh lại. Các bạn thấy phần thông báo lỗi không còn nữa. Chúng ta qua phần console và nó đã in ra được giá trị là load data. Lúc này chúng ta sẽ tiến hành đó là tính xem chúng ta cần có bao nhiêu trang cho việc phân trang của khóa học trực tuyến này. Tôi vào lại phần load data. Thì đầu tiên chúng ta cần xác định chúng ta có bao nhiêu phần tử trước đã. Và để xác định xem chúng ta có bao nhiêu phần tử, đơn giản là chúng ta sẽ vào data. Các bạn thấy chúng ta sẽ gọi đến phương thức create data để chúng ta tạo ra phần nội dung mà chúng ta cần phân trang. Như vậy ở đây tôi sẽ đặt một biến. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có đó là array data. Nó sẽ bằng gọi đến phương thức create data. Sau đó chúng ta sẽ tính tổng số phần tử. Và tổng số phần tử tôi tạm đặt đó là total item. Nó sẽ bằng chúng ta chỉ việc gọi đến phương thức count của array data. Chúng ta thử echo ra giá trị này. Nội dung này tôi sẽ xóa đi. Tiếp tục chúng ta refresh lại. Và chúng ta bật cửa sổ console lên. Các bạn thấy chúng ta nhận được giá trị là 8. Bởi vì chúng ta có 8 phần tử, chính xác rồi. Chúng ta đã có 8 phần tử và chúng ta cần lấy đó là có bao nhiêu phần tử trên một trang. Và có bao nhiêu phần tử trên một trang chúng ta đã gửi nó đi từ bazin.javarip này. Tôi sẽ thử in ra. Chúng ta gửi theo kiểu là get, do đó ở load data chúng ta sẽ in theo kiểu là get. Ở đây là biến get và tôi refresh lại. Các bạn thấy chúng ta có hai phần tử type và item. Như vậy công việc của chúng ta lúc này đó là lấy giá trị item. Tôi tiếp tục đặt một biến. Ở đây chúng ta sẽ có một biến đó là item và nó sẽ bằng chính là biến get phần tử, đó là phần tử item tôi sẽ đưa vào đây. Chúng ta đã có tổng số phần tử. Ở đây tổng số phần tử là 14, số phần tử là 3 và để lấy thì chúng ta thực hiện phép chia và làm tròn lên. Như vậy chúng ta sẽ lấy đó là tổng số trang như sau. Tôi tạm đặt đó là biến bay tổng số trang. Nó sẽ bằng chúng ta lấy tổng số phần tử total item, chúng ta chia cho số phần tử trên một trang item và chúng ta tiến hành làm tròn. Nếu như nó là 4.2 thì nó sẽ làm tròn lên thành 5. Như vậy để thực hiện được vấn đề đó chúng ta gọi đến hàm save và nó trả về cho biến bay. Tôi thử echo ra biến bay. Tôi refresh lại. Các bạn thấy chúng ta có một phần thông báo lỗi. Tôi kiểm tra lại. Ở đây chúng ta kiểm tra xem chúng ta sai ở đâu. Phần in mảng này tôi xóa đi. Ở đây là echo ra biến bay, chính xác rồi. Hàm save thì giúp cho chúng ta làm tròn cũng không có gì sai cả. Chúng ta thử refresh lại xem còn vấn đề nào nữa hay không. Tôi refresh. Các bạn thấy chúng ta có phần lỗi Bayesian dòng 11. Bayesian dòng 11 của chúng ta
Console log, chúng ta in ra data thì nội dung này không có gì sai rồi. Chúng ta thử quay lại phần load data. Và ở đây các bạn thấy chúng ta thiếu dấu chấm phẩy. Tiếp tục tôi refresh lại. Các bạn thấy ở đây là 33. Do là vì chúng ta chưa tắt phần echo ở phía trên. Và tôi thử refresh lại. Chúng ta nhận được giá trị là 3. Và khi nhận được giá trị là 3, chúng ta có 3 trang. Tại sao chúng ta có 3 trang? Bởi vì chúng ta có tổng số phần tử là 8. Và ở mỗi trang các bạn thấy hiển thị 3 phần tử. Như vậy thì chúng ta phải cần 3 trang để chúng ta hiển thị được. Nếu như ở đây tôi truyền vào là 4. Tổng số phần tử trên một trang là 4. Chúng ta có tổng số phần tử đó là 8. Như vậy khi tôi refresh lại thì các bạn thấy số trang mà chúng ta cần đó là 2 trang. Và qua nội dung này chúng ta đã tính được đó là tổng số phần tử và tổng số trang. Và tôi sẽ khai báo. Ví dụ tôi khai báo ở đây đó là biến bay. Tổng số trang, ban đầu tôi cho nó giá trị là 0. Sau khi phần đinh này nó thực hiện xong, tôi muốn cập nhật lại biến bay. Và biến bay lúc này nó phải bằng với giá trị mà chúng ta vừa tính được. Hay nói cách khác, nó phải bằng với 3. Làm sao chúng ta có thể đưa về đây giá trị là 3? Trong trường hợp này, ở load data, các bạn thấy chúng ta có một biến bay như thế này. Chúng ta sẽ đặt như sau. Ví dụ, tôi có một mảng là research. Tiếp tục, phần tử của chúng ta đó là phần tử bay, tổng số trang. Nó sẽ bằng với đó là biến bay mà chúng ta tính được ở phía trên. Hoặc là chúng ta có thể ghi ngắn gọn lại. Chúng ta ghi như thế này. Research phần tử bay. Và để chuyển được phần research này, hay nói cách khác để trả về kết quả và để file JavaScript có thể nhận được, thì chúng ta cần chuyển nó thành một chuỗi JSON. Ở đây tôi sẽ echo ra JSON encode và truyền vào đây chính là mảng research ở phía trên. Sau đó tôi thử refresh lại. Các bạn thấy không có giá trị gì cả. Tôi quay lại phần bazin. Ở đây tôi sẽ in ra đó là console log data và tôi refresh lại. Các bạn thấy chúng ta trả về được đó là bay, giá trị của nó là 2. Như vậy để nhận được giá trị 2 này chúng ta thực hiện như sau. Chúng ta quay lại phần JavaScript. Ở đây chúng ta sẽ khai báo như sau. Biến bay ở phía trên nó sẽ bằng với data. Và chúng ta truy cập vào phần tử, đó là phần tử bay. Bởi vì các bạn thấy mảng trả về chúng ta là một đối tượng và đối tượng của chúng ta có tồn tại phần tử bay. Khi nó trả về là một JSON thì data type của chúng ta phải thuộc về kiểu là JSON. Sau đó tôi sẽ thử in ra biến bay alert. Và chúng ta sẽ truyền vào đó là biến bay. Nếu như chúng ta refresh lại, nó xuất hiện kết quả 2 là chính xác. Thì các bạn thấy ở đây xuất hiện kết quả là 2. Tôi thử thay đổi lại. Tổng số phần tử trên một trang tôi cho là 3. Và tôi refresh lại. Thì các bạn thấy lúc này chúng ta có 3 trang. Tổng số phần tử trên một trang đó là 5. Chúng ta có 8 phần tử. Như vậy chúng ta sẽ có 2 trang. Tôi refresh. Thì các bạn thấy chúng ta có 2 trang. Như vậy vấn đề của chúng ta đã giải quyết được, đó là chúng ta tính xem có bao nhiêu phần tử trên một trang, tổng số trang là bao nhiêu. Chúng ta cũng có thể là tính luôn tổng số phần tử là bao nhiêu, total. Hoặc là chúng ta ghi tường minh ra một tí, total item, nó sẽ bằng. Đầu tiên thì tôi cho nó bằng 0. Ở đây chúng ta sẽ cập nhật lại giá trị của total item ở load data. Thay vì chúng ta chỉ cần reset bay thì chúng ta bổ sung thêm một reset nữa. Đó là total. Và nó chính là biến total item ở phía trên. Như vậy, quay lại phần JavaScript một tí. Ở đây chúng ta có biến bay rồi. Chúng ta tiếp tục có biến là total item. Và nó bằng với data phần tử total. Tôi sẽ thử alert ra giá trị total item. Và tôi refresh lại. Thì các bạn thấy chúng ta có tổng cộng là 8 phần tử. Qua nội dung này chúng ta đã tính được tổng số phần tử, số trang và tổng số phần tử trên một trang. Đây thường là giá trị mà chúng ta có thể cấu hình được. Tiếp tục, chúng ta có tổng số trang rồi. Các bạn thấy chúng ta phải hiển thị nó ở phía dưới. Ở đây hiện tại nó hiển thị là bay 1 up 6 là chưa chính xác. Bởi vì thực ra chúng ta chỉ có 3 trang thôi. Thì các bạn thấy ở đây phải hiển thị là bay 1 up 3.
Và phần select box này nó phải hiển thị bay 1, bay 2 và bay 3. Như vậy chúng ta thực hiện như thế nào? Đầu tiên thì tôi sẽ thiết lập ở đây. Chúng ta sẽ tạo ra một nội dung để cập nhật cho phần bay info. Phần bay info này cho biết rằng chúng ta đang ở trang mấy trong tổng số là bao nhiêu trang. Chúng ta sẽ quay lại phần index.php. Thì các bạn thấy bút tông của chúng ta. Bút tông của chúng ta nó có last là bay info. Như vậy tôi copy nội dung này, tôi đem qua đây. Chúng ta qua phần basin. Ở đây chúng ta sẽ là jQuery. Tiếp tục vào last bay info. Chúng ta sẽ truy cập vào thuộc tính test và chúng ta sẽ cập nhật lại nội dung test cho nó. Ví dụ ở đây tôi đưa vào ABC. Total này chúng ta tắt đi và chúng ta thử refresh lại. Các bạn thấy ở đây nó là ABC. Như vậy chúng ta cần hiển thị bay 1 up 3. Như vậy ở đây nó sẽ phải thay đổi lại. Ở đây sẽ là bay 1 up 3. Làm sao chúng ta biết được giá trị 3 này? Để biết được giá trị 3 thì các bạn thấy số 3 này chính là tổng số trang. Và tổng số trang chính là biến bay ở phía trên. Chúng ta chỉ việc đưa vào và tôi refresh lại. Các bạn thấy bay 1 up 2 có 2 trang. Tôi sẽ cho số phần tử trên một trang là 3. Tôi refresh lại. Thì các bạn thấy bay 1 up 3 là chính xác rồi. Ở đây chúng ta sẽ tiến hành bổ sung luôn các phần tử cho select box. Và việc bổ sung này cũng tương đối đơn giản. Chúng ta sẽ thực hiện như sau. Ở đây chúng ta sẽ có một vòng lặp for chẳng hạn y của chúng ta. Tôi sẽ khai báo một biến y bằng 1 và y của chúng ta sẽ là giá trị nó thay đổi. Y sẽ bé hơn tổng số phần tử và tổng số phần tử chính là total item. Cứ mỗi lần như vậy y sẽ tăng lên một đơn vị y cộng cộng. Ở đây thì các bạn thấy không có gì để nói rồi. Chúng ta thao tác với select box và select box của chúng ta chính là select có ID là current bay. Chúng ta có thể thay đổi lại ID này bởi vì phần current bay thì chúng ta nhìn nó hơi không được phù hợp cho lắm. Ví dụ ở đây tôi sẽ thay đổi thành là select box SLB bay chẳng hạn, để chúng ta hiểu. Và tôi copy giá trị này, chúng ta đem qua phần basin. Ở đây sẽ là jQuery. Tiếp tục truy cập vào ID đó là SLB bay. Tôi gọi đến phương thức là append để chúng ta truyền vào phần option cho nó. Các bạn thấy đối với phần option ở đây nó sẽ có dạng như sau. Option. Tiếp tục đóng của thẻ option lại. Và bên trong option này chính là giá trị. Ví dụ nó hiển thị là bay 1. Và khi hiển thị bay 1 thì value ở đây sẽ là value 1 chẳng hạn. Đây là cấu trúc mà chúng ta muốn hiển thị. Tôi thử refresh lại. Thì các bạn thấy bay 1, bay 1, bay 1, bay 1 nó hiển thị ở đây là khá nhiều lần. Chúng ta kiểm tra lại. Ở đây là total item. Total item của chúng ta là chưa đúng. Các bạn thấy phải là biến bay thì mới đúng. Và tôi refresh lại. Nó sẽ hiển thị bay 1, bay 1 và chúng ta có hai giá trị như vậy. Ở đây chúng ta phải có 3 giá trị mới đúng. Do là vì chúng ta thiếu đi một dấu bằng. Nếu như chúng ta có tổng số là 3 trang thì bay của chúng ta sẽ hiển thị từ bay 1, bay 2, bay 3. Và value ở đây, các bạn thấy lúc này tôi sẽ truyền vào đó chính là giá trị y. Tiếp tục, bay mấy? Bay 1 chúng ta cũng sẽ thay thế nó thành đó là giá trị y. Các bạn thấy không có gì khó khăn cả. Và tôi thử refresh lại. Bay 1, bay 2 và bay 3. Ở đây nó hiển thị là bay 1 up 3 đã là chính xác rồi. Như vậy các bạn thấy đối với toàn bộ nội dung này, thực chất nội dung này chúng ta sẽ tiến hành thiết lập các giá trị như là tổng số trang, tổng số phần tử, thiết lập nội dung cho bay info, thiết lập nội dung cho select box. Như vậy chúng ta có thể đặt cho nó một function. Ở đây tôi sẽ có một function đó là init dùng để khởi tạo. Và tôi di chuyển toàn bộ phần Isaac này vào trong phương thức init. Sau đó ở phần document ready, chúng ta chỉ việc gọi đến phương thức init như thế này.
và tôi thử refresh lại. Các bạn thấy hiện tại thì phần nội dung này lại hiển thị chưa chính xác. Tiếp tục chúng ta kiểm tra lại. Ở đây phần function của chúng ta là function init, chính xác rồi. Ở đây chúng ta gọi đến function thì chúng ta sẽ có cú pháp là init. Tuy nhiên nó không thực hiện được. Chúng ta thử kiểm tra lại tại sao nó không thực hiện được. Khi chúng ta đặt function init như thế này thì chúng ta sẽ di chuyển. Ở đây tôi di chuyển nội dung này xuống phía dưới. Và các biến này đó là các biến toàn cục. Tôi sẽ đặt nó ở phía ngoài. Ở đây thì chúng ta gọi đến init như thế này. Sau đó chúng ta thử refresh lại để chúng ta kiểm tra. Các bạn thấy ở đây chúng ta đã hiển thị bay 1, up 3. Và ở đây chúng ta có bay 1, bay 2 và bay 3. Ở video tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện. Đó là khi chúng ta thay đổi số trang thì phần nội dung ở đây nó cũng phải thay đổi. Có nghĩa rằng chúng ta đang ở bay 1 thì nó hiển thị phần tử là A, B, C. Tôi ở bay 2 thì nó phải hiển thị phần tử là D, E, F. Và nội dung đó chúng ta thực hiện trong video kế tiếp.